Chị Lê xin chào tất cả các bạn nha. Đây là ngày 25 tháng 12 năm 2022. Thì bữa hôm qua là ngày đêm Noel. Hôm nay là ngày Chủ nhật, mình ra sân vườn mình chia sẻ cho các bạn mình sẽ làm trồng cây cây su hào. Mình trồng cây su hào trong nhà nha, trong mùa đông, suốt mùa đông trong nhà. Thì su hào của mình bây giờ đó mình có hai trái đó, mình sau khi mình hái trong vườn xong á, mình đem vô nhà hai trái, bây giờ nó sẽ mọc lên, nó mọc lên mầm. Thì bây giờ mình sẽ trồng luôn, trồng ở trong nhà. Thì thời tiết bây giờ bên ngoài rất là lạnh, bữa ngày hôm qua là lạnh âm 10 độ C nha, tức là khoảng 12 độ F á. Bây giờ là nhiệt độ bên ngoài là 31 độ F, tức là khoảng 0 độ C các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn đi ra ngoài xem thời tiết rất là lạnh. Mấy bữa trước á, thì nhiệt độ nó xuống còn có khoảng 16 độ F thôi, tức là khoảng âm 10 độ C đó. Bây giờ mình dẫn các bạn đi ra ngoài xem sao nha. Thì bữa nay là ngày Chủ nhật, trưa ngày Chủ nhật nha. Thì nhiệt độ bên ngoài hiện bây giờ là 0 độ C, tức là khoảng 31 độ F á. Gần như là 0 độ C, các bạn có thấy nè. Đây đất nè, đóng băng hết trơn luôn, cứng ngắt à. Cứng lắm nè. Đó. Thì mình cho bạn xem... đây đóng băng hết các bạn, cứng như cục đá nha. Rồi bạn thấy nè, đây cái thùng nước mưa đó mình để đây nè, bây giờ đóng băng hết rồi, đóng băng hết trơn luôn. Đá nha, không phải nước đâu, đá đó. Ở đây mình có hai trái su hào, mình đem vô nhà để, bây giờ nó mọc lên rồi, mọc lên, mọc mầm lên, mình sẽ trồng luôn. Hey, mình sẽ trồng nha, trồng bên trong nhà đó. Có trái này nữa, cái này bây giờ nó rất là cao. Hey. Mình bỏ vô, sẽ trồng vô một cái chậu xem sao. Rồi ở đây mình có cây bông sứ này các bạn, đây bông sứ này lên quá trời luôn, mình trồng bông trong nhà nha. Rồi những cái cây này cũng đang lên bông luôn, đang lên bông đó. Đây là cách trồng cây trong nhà trong suốt những tháng mùa đông bên tại tiểu bang New York. Đây mình đang dâm những cành bông sứ, đây đang dâm nó đó, bông sứ nè. Rồi bây giờ mình sẽ trồng vô một cái chậu bên đây các bạn. Đây mình có trồng cây cây khoai môn luôn nè. Khoai môn đang lên. Đây cũng có hai cây khoai môn, tháng trước á mình thu hoạch khoai môn á trong vườn á, bây giờ mình đem nhà trồng dẫn lên mầm nè. Đang lên mầm á. Rồi bây giờ mình đem này ra ngoài. Đem trồng. Đây nè các bạn. Hai trái su hào đang lên mầm. Bây giờ mình sẽ trồng vô một cái chậu đất, trồng trong nhà nha. Đây hai trái su hào. Bây giờ mình sẽ ghim xuống đất. Mang lên từng trái cho các bạn xem. Cái này mình trồng ngoài vườn, mình thu hoạch hồi tháng 11, tháng vừa rồi đó. Mình để vô nhà bây giờ nó mọc rễ rồi nè, nó mọc mồi. Mọc chồi non. Đó. Thì không biết nó có chịu đựng được ở trong nhà được từ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 4 mình đem ra ngoài trồng. Đó. Xem sau nha. Rồi bây giờ mình sẽ trồng. Bây giờ mình chuẩn bị hai cái chậu bạn, chậu này chậu nhỏ,
Còn cái chậu này là chậu lớn nè, thì chậu lớn mình trồng vô cái cây cây lớn, cái trái lớn nha, thì chậu nhỏ mình trồng vô cái trái nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái trái này, đó, cái su hào này loại trái nhỏ nè, mình sẽ bỏ đây, xem coi nó có mọc không các bạn, mình hy vọng nó mọc trong nhà, đó, bây giờ nó lên lên mầm rồi, đào đào một chút thôi, đây đây, xem coi nó lên không, cái rễ nó sẽ lên cái ngay cái chỗ này nè, đó, sẽ lên đây, chôn xuống đây. Oh. Rồi, giờ mình được một cái đi. Chú cái chậu nhỏ. Còn cái chậu lớn này thì mình sẽ bỏ vô đây, bỏ cho trái bự vô. Đây là trái bự nè. Mình cũng bỏ vô giống như cái chai nãy thì có râu mọc lên nè, đó, sẽ đào lên cho nó vô đây, thì cây đó đã mọc nằm mầm rồi đó, nếu mà mình không chôn xuống đất á, cái rễ nó không có lên, thì các bạn tại sao cái trái này nó sống không, tại vì cái trái su hào này bên trong nó có nước, nó có thịt trong đây nè, cho nên cái cây này bên trong nó đã có rễ rồi, nó sẽ ăn dần ăn mòn cái thịt của nó đó, khi mà cái trái này nó khô rồi, hết thịt rồi, hết nước rồi đó, thì cái rễ nó sẽ chạy ra đây và nó chạy xuống lòng đất, nó chui xuống đất để nó hút nước các bạn, để lấy chất bổ á, cho nên mình bây giờ mình cho nó vô đây luôn đó, xong rồi mình cắm một cái cây lên cho nó leo. Rồi. Sẽ cắm cây này nha, cho nó leo lên. Đó. Còn cái chậu nhỏ này mình cũng cắm cây luôn. Cắm cây cho nó leo lên. Rồi, ok, bây giờ mình cho nó leo lên cái thân này, vậy là chúng ta đã có hai chậu su hào, hy vọng nó sẽ mọc lên trong những tháng kế tiếp nha các bạn, hình như là đầu tháng 4, nãy mình nói đó, đầu tháng 4 mình sẽ đem ra ngoài sân vườn trồng, bây giờ hiện giờ cho nó mọc trong nhà, đó, ok, chúng tôi xin chấm dứt video đây. Cảm ơn tất cả các bạn bỏ ra thời gian xem cái video và Chị Lê xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp Chị Lê TV. Xin hẹn gặp lại.